Theo nghiên cứu của HSBC với hơn 6.000 cha mẹ tại 15 quốc gia, gần 3/4 các bậc cha mẹ đang dùng thu nhập hàng ngày để lo liệu học phí học tập của con họ, trong khi gần 1/4 thừa nhận rằng họ không biết phải lo liệu bao nhiêu tiền học mỗi năm. Nhiều người đã và đang chấp nhận cắt giảm các hoạt động giải trí, làm thêm giờ, bỏ ít tiền hơn và tiết kiệm và đầu tư dài hạn, cũng như nhận thêm một công việc phụ để lo cho việc học tập của con cái. Thêm nữa, 82% các bậc cha mẹ sẵn sàng hy sinh các ưu tiên cá nhân để giúp con cái của họ thành đạt. Vậy động lực nào để cha mẹ sẵn sàng đầu tư cho việc học của con lớn như vậy? Chắc chắn là xuất phát từ tình yêu và sự hy sinh của cha mẹ đối với con. Bên cạnh đó, với lo ngại về yêu cầu lao động của xã hội ngày càng cao, không khó để giải thích tại sao các bậc phụ huynh lại sẵn sàng chi một tỷ lệ không nhỏ cho việc đầu tư học hành cho con như vậy. Mức chi học phí cho con sẽ phụ thuộc vào thu nhập của cha mẹ. Mức chi này không bao gồm các khoản chi khác như thực phẩm, quần áo, vui chơi của trẻ. Theo một khảo sát của một công ty giáo dục, tỷ lệ chi học phí cho con trong gia đình Việt trung bình khoảng 40% thu nhập một tháng của cha mẹ. Trong khi với nhiều quốc gia trên thế giới, tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 20%. Với tỷ lệ chi học phí cao như vậy, các bậc phụ huynh Việt Nam cần xem xét các yếu tố sau để vừa đảm bảo chất lượng học tập của con, vừa đảm bảo sức khỏe tài chính cho cả gia đình. Thứ nhất, chi sinh hoạt chung của gia đình. Nếu chia thu nhập của cha mẹ mỗi tháng theo quy tắc 50-30-20, trong đó 50% thu nhập chi cho các yếu tố cần thiết, 30% thu nhập cho các chi tiêu linh hoạt và 20% thu nhập dành cho các mục tiêu tài chính như dự phòng, tiết kiệm, thì các khoản học phí của con tại trường được coi là khoản chi phí cố định. Các khoản chi thêm cho học ở trung tâm là khoản chi phí linh hoạt. Các bậc phụ huynh nên đảm bảo chi phí học tập của con không chiếm tỷ trọng quá lớn trong thu nhập hàng tháng để tránh trường hợp phải thay đổi môi trường học tập của con khi có những sự cố ảnh hưởng đến thu nhập như đại dịch Covid hiện nay. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên cân bằng giữa việc đầu tư cho con và đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thiết yếu và các nhu cầu giải trí của cả gia đình để có sự gắn kết và thấu hiểu giữa các thành viên. Thứ hai, chi bảo hiểm cho chính mình. Nhiều cha mẹ vì quá chú trọng vào việc đầu tư cho con mà xem nhẹ việc bảo vệ nguồn tạo ra thu nhập của gia đình, chính là sức lao động của mình. Nguồn thu nhập của cha mẹ đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của cả gia đình, trong đó có việc học của con. Do đó, việc bảo vệ nguồn thu nhập của chính mình là bảo vệ con, bảo vệ việc học tập của con. Khoản chi bảo hiểm cũng thuộc phần chi thiết yếu của gia đình. Tỷ lệ tham khảo từ các chuyên gia tài chính cho khoản chi bảo hiểm là từ 8-15% thu nhập hàng tháng. Thứ ba, chi tiết kiệm tích lũy. Nhiều phụ huynh sẽ đặt câu hỏi, khoản tiền tôi tiết kiệm cho việc học của con ở những bậc cao hơn như cấp 3 hay đại học có được tính vào khoản chi học tập của con hàng tháng hay không? Và khoản tiết kiệm này nên là bao nhiêu thì hợp lý? Câu trả lời là, khoản tiền tiết kiệm cho việc học của con ở những cấp cao hơn không được tính vào khoản chi học tập hàng tháng trong hiện tại. Khoản tiết kiệm này thuộc 20% thu nhập hàng tháng dành cho việc tiết kiệm tích lũy. Tỷ lệ tích lũy học đại học cho con trung bình của các nước trên thế giới là 13% thu nhập hàng tháng của cha mẹ. Tỷ lệ tiết kiệm trên thu nhập hàng tháng càng cao thì khoản tiết kiệm cho mục tiêu tích sản quỹ giáo dục cho con càng sớm đạt được. Bên cạnh đó, cha mẹ còn có thể tích sản cho các mục tiêu khác như mua nhà cho con hay hưu trí cho mình. Việc nuôi dạy và đầu tư cho một đứa trẻ tùy thuộc vào điều kiện và phương pháp của từng gia đình. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng không nên quá chú trọng vào các yếu tố giáo dục trẻ ngoài xã hội mà xem nhẹ sự ảnh hưởng của giáo dục gia đình. Trang bị những kiến thức và kỹ năng cho trẻ ngoài xã hội là cần thiết, nhưng sự đồng hành và giáo dục của gia đình với con trẻ trong quá trình phát triển mới chính là nhân tố có tác động sâu sắc nhất. Vì vậy, các bậc cha mẹ hãy thử suy ngẫm lại xem chi tiêu học phí của con đã hợp lý chưa và mình đã có kế hoạch tài chính cụ thể cho việc học trong tương lai của con hay chưa. Hành trình đầu tư hợp lý và hiệu quả tại con đường DiGo. Truy cập ngay digo.vndirect.com.vn.